nhiều món cà phê khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một cái món cà phê mà chắc là các bạn chưa bao giờ được uống đâu. Đó chính là món cà phê xoài nhiệt đới. Và đây là một món cà phê rất là đặc biệt mà mình sẽ có ở trong cái khóa học tiếp theo của chúng tôi, ở trong khóa pha chế tổng hợp. Còn bây giờ không để cho các bạn nào phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt tay vào làm món cà phê xoài nhiệt đới này ngay bây giờ. Xin mời tất cả các bạn. Các bạn thân mến, như thường lệ thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị tất cả các nguyên vật liệu và dụng cụ. Thì đầu tiên á, là các bạn phải sử dụng xoài tươi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng xoài cát chu nha các bạn. Thông thường á, là có rất là nhiều các loại xoài khác nhau, tuy nhiên là mình tin tưởng nhất vào cái chất lượng của xoài cát chu, bởi vì cái hương vị của nó rất là thơm và cái thịt xoài á, nó rất là nhiều. Thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình một ly espresso. Nếu như các bạn không có espresso thì các bạn sẽ sử dụng cái cà phê đen bình thường của chúng ta. Các bạn nhớ là cà phê đen thì chúng ta sẽ sử dụng cà phê đen nguyên chất chứ không phải là cà phê pha tạp các bạn nhé. Một cái điều nữa đấy là cái cà phê espresso này thì chúng ta có thể mix thêm với cái tỷ lệ là cà phê robusta và arabica lại với nhau. Còn nếu như mà các bạn chưa biết pha thì làm ơn hãy xem lại các cái video lần trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách pha một ly espresso chuẩn